Cô Này, chào các con. Như vậy tuần rồi cô đã sửa được một số cái bài tập. Chủ yếu ở trong cái bài tập số 2 chuyển động thẳng đều. Như vậy bữa nay chúng ta có hai tiết, thì một tiết chúng ta sẽ làm các bài tập của phần chuyển động thẳng biến đổi đều. Và tiết sau chúng ta sẽ học bài rơi tự do. Thì cái mẫu ở cái bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều cô chưa gửi cho các con đúng không? Để cô gửi lên cái nhóm chat lên cho các con. Cô mới gửi lên, con nào có thể tải được xuống thì các con tải xuống để chúng ta theo dõi, để hoặc là các con nếu không tải được thì chút nữa chúng ta chỉ không chỉ ghi bài số mấy thôi, rồi sau đó chúng ta ghi lời giải, các con khỏi phải ghi bài tập lại. Con chỉ tóm tắt thôi, không cần phải ghi cái lời bài tập ở trong cái phần cô trình bày. Hiện tại thì các bạn cũng đã vô. Vậy trước khi mà chúng ta sửa bài thì con nào có thể nhắc lại cho cô các công thức trong bài học chuyển động thẳng biến đổi đều? Các công thức chúng ta đã học. Cho con trả lời. Con trả lời đi. V bằng V0 cộng A nhân T. Rồi, một công thức. S bằng V0 nhân T cộng 1 phần 2 A bình. Rồi, đó là công thức quãng đường. Dạ, Hai công. xong rồi công thức V công thức riêng biệt là V bình phương trừ cho V0 bình phương bằng 2 AS. Công thức đó gọi là công thức liên hệ giữa các đại lượng VAT, vận tốc, Dạ. quãng đường và gia tốc. Rồi công thức định nghĩa gia tốc con. Không nhớ rồi. Công thức định nghĩa gia tốc đầu tiên là A bằng V bình V trừ V0 trên T trừ T. À, V0. Từ công delta thức bình phương gia đó tốc. con mới suy ra các công thức kia. Dạ. Và phương trình chuyển động. Phương trình chuyển động thì nó sẽ có phương trình nào con? Ủa, được coi. Ơi Cô hỏi bạn khác được không cô? con quên rồi hả? Rồi bạn khác có thể bổ sung thêm cho Minh Hưng. Cô cảm ơn con. Đó là cái phương trình chuyển động, hay người ta còn gọi là phương trình tọa độ x bằng x0 cộng v0t cộng với 1 phần 2 at bình. Thì đối với dạng bài tập này, thông thường thì chúng ta bỏ cái t0 đi, hay nói cách khác là thường chọn cái t0 làm gốc tọa độ để cho cái đơn giản cái bài toán đi, nhưng cũng có số sẽ cũng có một số bạn bài toán chúng ta vẫn có cái thằng t0. Giả sử như bài toán mà hai vật cùng chuyển động, hai vật chuyển động, trong bài toán có hai vật chuyển động nhưng mà hai vật đó chuyển động ở hai thời điểm khác nhau. Do đó chúng ta nếu như ở hai thời cùng một thời điểm thì chúng ta chọn gốc ở đâu thì tại đó t0 nó bằng 0 rồi. Nhưng hai thời điểm khác nhau thì con chọn ở thời điểm nào thì chỉ thời điểm đó bằng 0, thời điểm kia các con phải trừ đi nó bao nhiêu. Giả sử như cô nói rằng xe ô tô thứ nhất khởi động lúc
7 giờ, xe ô tô thứ hai khởi động lúc 7 giờ 30 phút. Như vậy nếu cô chọn gốc thời gian vào lúc 7 giờ thì cái T02 của cái xe thứ hai phải là 0,5. Mà như vậy thì chúng ta nhớ cái phần này để chúng ta giải quyết vấn đề. Nói chung các cái kiểu bài nó cũng giống như ở cái bài tập về chuyển động thẳng thẳng đều. Nhưng chúng ta chỉ thêm một cái, đó là chúng ta thêm cái thằng giá gia tốc. Và ở trong cái dạng bài tập này các con phải đổi đơn vị. Phải đổi đơn vị, bắt buộc phải đổi đơn vị từ km trên giờ sang mét trên giây rồi mới giải quyết vấn đề. Do đó ở bài tập phần này cô sẽ phân các dạng ra và cô gom chung lại. Nhưng mà đỡ trước hết thì đưa vào cái dạng đầu tiên để chúng ta dễ làm trước đã. Đó là cái dạng 1, chúng ta đi chỉ áp dụng công thức rồi chúng ta suy ra các đại lượng cần cần tìm ở cho cô ở trong công thức đó mà thôi. Do đó cái dạng 1 chúng ta gọi đó là xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường của một vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Các con ghi tiếp bài tập đi, ghi vào vở học á. Bài tập dạng 1. Xác định vận tốc, gia tốc, quãng đường đi của vật của một vật trong chuyển động thẳng biến đổi đều. Rồi chúng ta chuyển sang phần 1 la mã cho cô, chúng ta ghi phương pháp. Phương pháp thì chúng ta thực hiện các bước như sau. Chúng ta vẫn không bỏ qua cái bước 1 là chúng ta chọn. Nhưng trong quá trình làm bài thông thường thì chúng ta ở cái bài đơn giản này thì chúng ta hay bỏ qua bước này. Nhưng tốt nhất các con cũng lên chọn để chúng ta làm bài tập nó tốt hơn. Rồi nó cũng không quên. Còn nếu là làm trắc nghiệm thì chúng ta bỏ qua, chúng ta chỉ vận dụng công thức thôi. Bước 1 là chúng ta vẫn chọn trục OX, chọn chiều trương, chọn góc tọa độ, rồi chọn góc hình thời gian, rồi chúng ta vẽ hình. Rồi bước thứ 2 là các con áp dụng một trong những công thức sau để tìm suy ra cái đại lượng cần tìm. Đó là bốn công thức mà cô khi dạy lý thuyết cô bảo các con hãy học thuộc nó và chúng ta sẽ vận dụng nó trong đến sang học kỳ 2, gần hết học kỳ 2 chúng ta mới không vận dụng công thức này. Mặc dù lúc đó không còn liên quan tới nó nữa nhưng nói về quá trình tính chất chuyển động thì chúng ta vẫn phải sử dụng. Đó là công thức định nghĩa vận gia tốc, phương trình vận tốc, phương trình đường đi và công thức liên hệ. Cái công thức cuối này gọi đây là công thức liên hệ giữa các đại lượng vận tốc, gia tốc và quãng đường. Và sau khi đó xong rồi thì các đại lượng này các con chú ý cho cô, A dương chuyển động là nhanh dần đều, hay nói khác cái tích A nhân V phải luôn luôn dương thì ta mới gọi đó là chuyển động nhanh dần đều. Còn cái tích A nhân V mà âm thì ta gọi đó là chuyển động chậm dần đều. Và đối với dạng bài tập này thì chúng ta khi tính ra được gia tốc thì nếu làm dương thì chúng ta gọi đó là nhanh dần đều. Còn nếu âm thì chuyển động đó là chuyển động chậm dần đều. Để các con ghi cái nội dung đó vào cho cô.
con ghi xong chưa? Con thả biểu tượng cho cô biết mình đã ghi xong. Rồi, chúng ta đi sang cái phần bài tập để áp dụng phần bài tập này. Phần 2 là mã bài tập. Cô không biết cái bài này bữa cô nó sửa các con chưa đây? Thì cái bài này sửa rồi hả mấy đứa? Bữa hôm lý thuyết á. Bài này sửa rồi. Rồi, đến bài này sửa rồi thì chúng ta sẽ bỏ qua cái bài này, chúng ta làm. Các con làm cái bài 2 cho cô. Rồi, các con giải quyết bài 2 tính ra cho cô xem bằng bao nhiêu và các con chọn giải quyết và chụp cái nội dung bài lên cho cô. Bỏ vào trong hộp chat. Chúng ta làm bài này trong 5 phút ha. Thank you.
Rồi Quốc Anh trình bày cho cô coi Quốc Anh. Quốc Anh có ý kiến gì không? Có trình bày hay sao? Ừ, có Thế trình con. bày đi. Alo, con có nghe không? Dạ có cô ơi, đợi đợi con đang chụp cô. À, con chụp lại. Không, con trình bày tại con giơ tay thì cứ nào chụp thì con cứ chụp đi rồi con giơ tay. À, con trình bày luôn tới giờ rồi để cô sửa bài luôn. Rồi bài tập này khá dễ, chúng ta sẽ chỉ cần cô sửa bài luôn ha. Ở trong bài này thì chúng ta chọn gốc thời gian vào lúc hãm phanh. Các con gạch chân cái từ hãm phanh để làm gì? Để mà chúng ta phân biệt được cái trước từ hãm phanh thì vận tốc đó là vận tốc ban đầu. Hoặc là sau này có bài tăng tốc thì trước cái những vận tốc trước những cái cụm từ như vậy thì các con coi đó là vận tốc ban đầu. Và sau cái cụm từ đó thì chúng ta có là vận tốc lúc lúc sau. Và thời gian là nó từ 54 km trên giờ đến khi dừng lại. Như vậy con nào cho cô biết từ dừng lại cho ta biết điều gì nào? À, Gia Bảo. Gia Bảo có đây không con? Dạ. Ừ, Gia Bảo cho cô biết cái từ dừng lại. Chúng ta hiểu nó là gì vậy? Dạ là V bằng không. À, vận tốc lúc sau bằng bằng không. Rồi cô cảm ơn con. Vậy chúng ta có được vận tốc lúc sau, có được vận tốc ban đầu và có được thời gian để vận tốc giảm thay đổi từ 54 km trên giờ đến về bằng không. Như vậy các con phải đổi 54 km trên giờ này về mét trên giây cho cô, lấy giá trị đó chia cho 3,6 à, rồi sau đó chúng ta phải áp dụng tính tiếp. Như vậy muốn tạo giải quyết vận tốc của người này sau 6 giây thì chúng ta phải đi tìm được giá giá tốc, vì phương trình của chúng ta là V bằng V0 cộng A nhân T. Như vậy thì chúng ta phải có A đã, T thì có rồi, vận tốc ban đầu có rồi, muốn tìm được V con phải tính được giá giá tốc. Do đó chúng ta chọn ở đây để cho T không bằng 0 đơn giản đi. Chúng ta sẽ dùng công thức A bằng V trừ V0 chia T trừ T0. Và chúng ta thế số vào và ở đây chúng ta thấy rằng hãm phanh có nghĩa là chuyển động này chậm dần đều, do đó gia tốc các con tính ra bắt buộc phải mang dấu trừ. À, bắt buộc phải mang dấu trừ.
Và Ngọc Anh muốn trình bày gì nữa con? Hay con muốn hỏi Ngọc An chứ? À đúng rồi, cô xin lỗi 1,5. Đó là 1,5 chứ không phải bằng 0,5. Rồi các con tính ra là 1 trừ 1,5 m trên giây, như vậy các con sẽ tính ra được vận tốc của nó sẽ là 6 m trên giây. Ở đây cô đang để 12 vì lý do cô lấy là 1,5. Các con thế xuống lại cho cô cho đúng ha. Vậy chúng ta xong cái bài bài 1 ở trong tiết này. Đúng rồi, nó thế chỗ này con thế cho cô 1,5 vì cô đang lấy cái kết quả ở phía trên. Nó ra bằng 6 á, đơn vị là 6 mét trên giây. Không trừ 15 chia 10 sẽ là bằng trừ 1,5. Và thế vào thì nó sẽ bằng 6 mét trên giây, chứ không phải thế vào là 0,5. Cô đang bị sai kết quả từ A, dẫn tới kết quả của B cũng bị sai. Thì đó, xong cái bài này. Chúng ta sẽ ăn một cái bài tiếp theo. Cái dạng đó thì chúng ta đơn giản vậy thôi. Chúng ta cô sửa thêm một bài này nữa cho các con. Chúng ta sang cái dạng 2. Dạng này chúng ta hay gặp trong quá trình làm bài tập. Và cái dạng 1 này thì hầu như bài nào người ta cũng hỏi lại, hoặc là người ta sẽ bắt buộc các con phải thông qua cái dạng này để đi tìm. Do đó sang cái dạng 2. Các con ghi dạng 2 cho cô. Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ N và trong N giây cuối. Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ N và trong N giây cuối. Về phương pháp thì cái dạng bài tập này chúng ta có hai ý rõ ràng. Thứ nhất là các con đi tính quãng đường vật đi trong giây thứ N. Như vậy chúng ta phải xác định được cái giây thứ N là giây ở đâu. Giây thứ N ở đâu. Như vậy trên tập của các con, các con có thể kẻ một cái đường trục OT nằm ngang cho cô. Kẻ một đường thẳng, ghi đó là trục OT. Và trên trục OT này, mỗi một ô tập các con đặt cho cô một thời điểm. Chỗ góc tọa độ thì chúng ta gọi đó là 0. Và đối với gạch đầu tiên, ô tập đầu tiên thì chúng ta sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, vân vân. Như vậy các con hãy xác định thử cho cô giây thứ 4. Nó sẽ nằm ở khoảng thời gian giữa thời điểm số mấy và số mấy. Cô mời Quốc Anh. Dạ cô là con nghĩ là giữa khoảng thời gian giữa giây thứ 4 và giây thứ 3. Thứ 4 và thứ 3 hay thứ 4 và thứ 5? Thứ 4 và thứ 3 cô. Như vậy thì chúng ta sẽ muốn xác định cho chính xác. Nếu sợ không bị nhầm lẫn thì các con trên tập của mình hoặc ngoài giấy nháp của mình các con kẻ một trục nằm ngang, con vẽ một cái trên trục đó. Chúng ta khi gọi là trục thì chúng ta phải có điểm đầu và điểm ngọn, do đó chúng ta phải, và trên đó các con ghi 1 là thời điểm giây thứ nhất, 2 là thời điểm giây thứ hai, 3 là thời điểm giây thứ ba, 4 là thời điểm giây thứ bốn. Như vậy nếu cô bảo rằng các con hãy xác định cho cô thời điểm giây thứ 4. Thời điểm giây thứ 4 có nghĩa là khoảng thời gian nó nằm ở giữa thời điểm nào đến thời điểm nào. Hãy xác định. Như vậy thì chúng ta từ 0 đến 1 chúng ta gọi là giây thứ nhất. Từ 0 đến từ 1 đến 2 ta gọi là giây thứ hai. Từ 2 đến 3 ta gọi là giây thứ ba. Từ 3 đến 4 ta gọi là giây thứ 4. Như vậy nãy Quốc Anh đã
trả lời đúng, có nghĩa là giây thứ 4 nó sẽ nằm ở khoảng giữa của thời điểm thứ 3 và thời điểm thứ thứ 4. Như vậy nhìn vào hình vẽ các con thấy rằng nó nằm ở khoảng đó. Như vậy muốn tính được cái đoạn đường nhỏ giữa 3 và 4 này thì theo toán học các con nhìn vô thì con thấy rằng con phải tính được quãng đường đi trong 4 giây, rồi con trừ đi quãng đường đi trong 3 giây đầu, chúng ta sẽ ra được cái quãng đường nằm ở giữa khoảng 3 và 4. Như vậy muốn xác định đó thì chúng ta chỉ áp dụng mỗi một công thức thôi, đó là công thức đường đi. À, ở đây thì cô viết công thức có vẻ như nó hơi bị rối, không, nó sẽ hơi bị nhập nhằng một chút, nhưng mà thực ra chúng ta cũng để dễ hình dung thì các con cô lấy một ví dụ cụ thể như vậy chúng ta làm. Ở đây chúng ta sẽ vẫn áp dụng công thức quãng đường S sẽ bằng là V0T cộng 1/2 AT bình. Dây thứ N, như vậy cái N này là cái thời điểm cuối của cái dây mà chúng ta cần đang xác định thứ N. Do đó giả sử dây thứ 4 thì có nghĩa là N ở đây chúng ta là T bằng 4 giây. Như vậy con thế vào đây con tính được quãng đường đi trong dây thứ 4. Như vậy như nãy các anh nói rằng nó nằm ở trong dây thứ khoảng giữa của thời điểm thứ 4 và thời điểm thứ 3. Như vậy chúng ta phải tính tiếp theo một bước nữa. Có nghĩa là con đi tính quãng đường trong 3 giây đầu. Hay nói khác là chúng ta đi tính, nói tổng quát lên thì đây là công thức chúng ta đi tính quãng đường trong N trừ 1 giây. Ở đây là 4, chỗ này 3 thì có nghĩa là 4 trừ 3, 4 trừ 1 bằng 3. Như vậy chúng ta vẫn dùng công thức này nhưng bây giờ thay vào đây là N trừ 1. Và cụ thể như này cô lấy ví dụ thì chỗ này nếu là 4 thì chỗ này phải là 3. Và bước cuối cùng là chúng ta sau khi các con đã tính cụ thể cái này mỗi đoạn này bằng bao nhiêu thì chúng ta chỉ cần đi dụng thế vào công thức này để chúng ta ra kết quả. Có nghĩa là con lấy S N trừ S1N nó sẽ cụ thể thế số vào. Còn nếu không, các con không tính rời bước 1, bước 2 này thì nếu con sử dụng luôn bước 3 này thì con viết luôn toàn bộ cái công thức bước 3 như khúc trên. Còn cái công thức này cô chứng minh cho các con tới cái phần này để chúng ta vận dụng cái đoạn cuối cùng V0 cộng AN trừ A chia 2 để các con vận dụng làm bài tập trắc nghiệm. Còn nếu chúng ta làm tự luận thì chúng ta chỉ sử dụng ở cái đoạn trên, cái đoạn về vế khúc trên thôi. Và khi đó các con thế số cụ thể vào chúng ta sẽ ra kết quả. Còn cái vế bằng V0 cộng AN trừ A chia 2, đây là cái công thức cuối cùng để chúng ta làm bài tập trắc nghiệm khi người ta bảo các con đi tính quãng đường vật đi được trong dây thứ N. Thì chúng ta vận dụng cái đoạn cuối này. Đây là cái phần cô chứng minh công thức cho các con để đến cuối cùng chúng ta vận dụng. Còn làm tự luận thì chúng ta không vận dụng ngay công thức này, không vận dụng cái vế cuối này cho cô. Để đó các con ghi cái nội dung cái phương pháp này vào cho cô. Cái này thì cô ghi cho tổng quát. Ghi xong thì các con cũng nhớ tranh thủ ghi nhanh và chúng ta sẽ đưa biểu tượng cho cô để chúng ta làm bài.
Các con xong chưa nào? Các bạn nào đang bị thoát ra khỏi lớp rồi hả? Các con xong chưa các con? Rồi cô để nhanh chúng ta chuyển sang cái nội. Cái dạng bài tập thứ hai là cái dạng bài tập mà chúng ta bảo đi xác định quãng đường vật đi trong n giây cuối. Cô giả sử như một vật đi trong cái thời gian đi của nó, tổng thời gian chuyển động của nó là 10 giây. Như vậy thì cô bảo các con hãy tính quãng đường đi trong một giây cuối chẳng hạn. Hoặc là muốn tính quãng đường đi trong 2 giây cuối thì ta sẽ làm như thế nào? Ai có thể hình dung được cái quãng đường của nó để chúng ta đi? Như vậy chúng ta có tổng quãng đường đi là trong 10 giây. Như vậy bây giờ cô bảo tính quãng đường đi trong 2 giây cuối. Vậy thì ta làm sao? Cô mời Vĩnh Tường. Dạ, theo con nghĩ là mình sẽ tính được là quãng đường đi được trong 10 giây, sau đó mình sẽ tính được, sau đó mình sẽ đi tính quãng đường đi được trong 8 giây đầu, thì mình lấy 10 chia 8, 10 trừ 8 bằng 2. Đúng rồi, thì con giống như bài toán thôi, con vẽ một cái đoạn thẳng ra, là con vẽ một đoạn đường là S1, con cho khoảng thời gian đó là 10 giây. Như vậy thì trước 12 giây cuối, như vậy có nghĩa là chúng ta hiểu đó là chúng ta phải tính được quãng đường trong 8 giây, 8 giây đầu. Thì khi đó con sẽ suy ra được quãng đường đi trong 2 giây cuối. Chúng ta chỉ cần vẽ một cái đoạn thẳng ra, chúng ta chia cái đoạn thẳng trên 10 giây đó, chúng ta chia làm hai đoạn, một đoạn là 8 và một đoạn là 2. Như vậy chúng ta sẽ nhìn vào hình vẽ đó, chúng ta sẽ thấy rằng muốn tìm đoạn 2 thì ta phải biết được đoạn 8 giây đầu đã, để chúng ta giải quyết vấn đề. Như vậy thì cái dạng bài tập này nó cũng giống như kia, nhưng mà nó dễ hơn một chút. Có nghĩa là chúng ta không phải xác định, nó xác định dễ hơn cái quãng đường là đi trong giây thứ mấy. Tại giây thứ mấy, nếu các con không xác định cụ thể, con sẽ bị nhầm. Giả sử giây thứ 4 thì chúng ta phải biết rằng nó nằm ở khoảng giữa 3 và 4. Giây thứ 5 nó phải nằm ở giữa khoảng 4 và 5. Như vậy chúng ta phải xác định cụ thể để chúng ta giải quyết vấn đề. Còn nếu không, các con sẽ lấy lộn ở cái đoạn đường thì chúng ta sẽ sai kết quả. Thì trong phương pháp này thì cô cũng đi tính trong t giây, có nghĩa là giả dụ cô phải đi tính trong 10 giây. Cái này chúng ta, như cô đã nói, chúng ta có thể tính lời ra hoặc là chúng ta tính gộp bài toán lại, không có sao cả. Như vậy cô tính ở đây quãng đường trong t giây. Thì cô chỉ vận dụng công thức, cô gọi đó là quãng đường thứ nhất. Do đó cô thế số vào nó ra. Rồi bước thứ hai là cô tính đi trừ. Ở đây cô giả cô đang bảo đi tính là trong 1 giây cuối. Như vậy thì cô trừ đi. Trừ đi 1. Như vậy thì cô sẽ có được cái kết quả phương trình thứ hai của nó. Và sau đó chúng ta cũng sẽ n giây cuối thì giấy quãng đường thứ nhất đi trong t giây trừ quãng đường đi trong t trừ 1 giây thì chúng ta sẽ ra quãng đường đi trong giây n giây cuối. Thì đây là cái phương pháp để chúng ta giải quyết vấn đề đưa công thức tổng quát, nhưng mà đưa vào bài tập cụ thể thì chúng ta dễ hơn. Ủa cô, sao lại lấy T trừ 1 cho cô? Ủa? T trừ N á con. Đúng rồi, T trừ N chứ. T trừ N. Có 1 đây thì coi như là N bằng 1 á. Dạ rồi. Còn nếu rộng quá hơn thì con sẽ lấy T trừ N. Các con sửa T trừ N đi cho nó tổng quát. Cái bước 2 là tính đường quãng đường vật đi trong T trừ N. Thay số 1 bằng số N cho cô cho dễ.
cô ơi, mấy cái số 1 là mình chuyển thành chữ N hết đâu cô. Đúng rồi, số 1, toàn bộ số 1 ở cái bước 2 và cái bước 3 con thay bằng chữ N hết cho cô. Dạ, cảm ơn cô. Ừ. Cô ơi, cho con hỏi là trong mấy cái công thức này á, là mình chỉ thay đổi T thôi đúng không cô? Còn mấy cái phần tử khác thì mình vẫn sử dụng giống nhau đúng không? Cô ơi! Cô biến mất rồi. Cô ơi, con hỏi cô. Ừ, con hỏi đi. Ờ, trong mấy công thức này mình chỉ thay đổi thằng T thôi chứ mấy thằng khác đúng mình vẫn rồi, giữ nguyên. Mình chỉ thay đổi mỗi thằng T thôi, còn thằng V và thằng A không thay đổi. Dạ rồi. Ừ, thì giống như nãy cô lấy ví dụ á, nếu như cô tính quãng đường đi trong 2 giây mà cô biết tổng quãng đường đi của đoạn đường của vật đó là 10 giây thì có nghĩa là đầu tiên chữ T này của con là 10 giây nè. Muốn tính được đi trong 2 giây cuối thì con sẽ phải đi tính được 8 giây đầu. Như vậy có nghĩa là con lại sẽ lấy T trừ cho 2. À, có nghĩa là 10 trừ 2 thì chỗ cái T trừ 1, T trừ N này, số 1 thành chữ N này này. Thì con thay chỗ này sẽ là 8 giây vào này. Như vậy con sẽ tính được quãng đường, cô gọi đó là S2. Như vậy cô lấy, cô muốn tính, cô gọi quãng đường delta S trong 2 giây cuối là delta S. Thì sẽ lấy quãng đường đi trong 10 giây trừ cái quãng đường đi trong 8 giây. Yeah. Ừ, rồi, viết công thức thì nó như vậy nhưng mà khi làm bài tập thì nó sẽ dễ hơn. Rồi các con ghi xong chưa để chúng ta qua cái bài tập để chút. Rồi chúng ta qua cái bài tập thứ nhất để chúng ta áp dụng nó để làm bài ha.
Đây. Chúng ta có một ô tô chuyển động nhanh dần đều với vận tốc ban đầu là 18 km/h. Trong giây thứ 6, xe đi được quãng đường 21,5 m. Câu A, bảo các con đi tính gia tốc của xe. Và quãng đường, tính quãng đường đi trong 20 giây đầu tiên. Có thể tính được cho cô nào? Bạn nào có thể hình dung cái bài toán này chúng ta sẽ làm sao? Có thể trình bày cho các cách giải quyết. Cô mời Quốc Anh. Giờ cô là mình đầu tiên mình sẽ đi tính thằng mình sẽ đi tính quãng đường của thằng giây thứ sáu của thằng trong khoảng 6 giây. Rồi mình trừ cho cái quãng đường mà đi trong 5 giây đó cô. Thì mình sẽ ra được quãng đường đi trong giây thứ 6. Xong xong là mình thế số thì mình sẽ tính được thằng A cô. À. Có nghĩa là ở đây con sẽ áp dụng luôn cái công, tại vì bài toán này đang cho quãng đường đi trong giây thứ 6, có nghĩa là bài toán này đang cho delta S. Như vậy con sẽ dùng công thức delta S bằng S của T thứ 6 trừ cho T thứ 5. Dạ đúng, đúng rồi. Không? Dạ. Con vận dụng luôn công thức luôn đi, đẩy vô luôn một phương trình luôn. Và dạ, phương trình đó một phương trình một ẩn, ẩn số. Thì cái S thứ 6 thì có nghĩa là chỗ nào có T con thay bằng 6, 6 giây. Đúng không? Rồi còn, còn S thứ 5 thì chỗ nào có T thì chúng ta bằng thay bằng bằng 5. Rồi từ đó, từ cái phương trình delta S đó con sẽ tính được ra gia tốc. Có được không rồi. Ơi. Cho con hỏi là mình tính gia tốc là mình phải dựa vào cả cái delta S luôn hả? Chứ không phải rồi. Là mình không được dùng một phương trình hả? Không, cái bài toán này nếu con dùng phương trình con đã ở bài toán này con nếu con dùng phương trình con đâu có tính được. Bài toán này phương trình thì con chỉ mới có được mỗi cái v không à. Mà công thức vận tốc a thì bằng v trừ v không chia cho t trừ t không. Mà t trừ t không con đâu có đâu. Dạ. Đúng không? Không có, không có vận tốc đầu. À có vận tốc đầu nhưng không có vận tốc cuối. Cái delta t đó là chúng ta dùng cho vận tốc biến thiên từ vận tốc ban đầu cho đến vận tốc lúc sau. Nên con không có thể sử dụng được cái phương trình bốn công thức mà chúng ta đã học, mà chúng ta phải vận dụng đến cái công thức quãng đường. Nhưng ở đây do người đầu bài cho nè, trong giây thứ 6 quãng đường đi được 21,5 m. Như vậy cái 21,5 m này con không phải là S mà là delta S. Tại vì các con gạch chân chữ giây thứ 6, trong giây thứ 6 à, thì có nghĩa là N của chúng ta bằng 6 đây. Trong giây thứ N đó, N của chúng ta bằng 6. Như vậy cái thằng 21,5 này khi các con tóm tắt đầu bài lên, nó phải là delta, delta S cho cô. Như vậy từ công thức S, giây thứ 6 thì có nghĩa là nó nằm trong khoảng. Ở đây là cái vấn đề con phải hiểu rằng nó phải nằm ở trong khoảng giây thứ 6 và giây thứ 5. Như nãy Quốc Anh nói, nó nằm trong khoảng đó thì con phải lấy được là quãng đường đi trong 6 giây trừ đi quãng đường trong 5 giây thì mới ra quãng đường trong giây thứ 6. Rồi các con thử giải quyết cho cô xem nó ra bằng nhiêu. Với cái gợi ý của cô cũng như là trình bày của Quốc Anh như vậy thì các con ra nhiêu.
lớp hoạt động lên chút nha. Bữa nay lớp xìu quá. Tiếp bài tập nên cho đó cái bài sau nó hơi ngắn chút nên cô lấn tiếp qua để làm bài tập sửa cái bài tập này được trọn vẹn bài hai bài đi rồi các con sẽ nghỉ 5 phút rồi chúng ta sẽ vào học cái bài lý thuyết. Có con nào ra kết quả nữa chưa? Câu A rồi thì sang câu B nó dễ, chúng ta chỉ cần xác định ở câu A thôi. Này, cô sẽ chuyển qua cái bài giải phần này. Cô đang bị sai rồi. Chúng ta lấy S5 trừ S6 trừ S5 chứ không phải là S7 trừ S6 nha các con. Giây thứ 6. Như vậy chúng ta sẽ ra là B cộng với 49/2A trừ cho 5V0 cộng với 25/2A. Như vậy chúng ta sẽ là delta S của chúng ta sẽ bằng là V0 cộng với 12A.
ta sẽ bằng delta S trừ cho V0 chia cho 12. Này bằng 21,5 trừ cho 5 chia cho 12, như vậy còn lại là 16,5 chia cho 12. Mày đưa ra kết quả A bằng mấy giây vậy? Ba luôn hả? Sao cô rao lẻ ta? Còn hả? Cái đầu tiên là phương trình của 6 sẽ là 6V nè. Cô xin lỗi, 36 chứ không phải là 49, cô đang thế lộn với cái kia. Như vậy 36 còn lại là 11. 11 là 5,5. Ta bằng 3. Rồi, gia tốc của con bằng 3 chứ không phải là 2,54. Mét trên dây bình. Như vậy thì cái A có rồi, như vậy cái câu B con chỉ việc thế vô phương trình S thôi. S của 20 thì 20 giây nên cô ký hiệu S20 sẽ bằng là V0 nhân T cộng 1 phần 2 AT bình. Chỗ nào có T thì con thay bằng 2, 20 vào, và A chỗ này bằng 3 vào thì sẽ ra kết quả. Nó ra bằng 400. Cô ơi, cho con hỏi câu A, bên nãy cô bảo sửa cái gì rồi cô? À, cô đang ghi chỗ này là S7 trừ S6, thì con sửa lại thành là S6 trừ S5. Dạ, cảm ơn cô. À, rồi, chỗ nào có số 7 thì con thay bằng số 6, chỗ nào có số 6 thì con thay bằng số 5 cho cô. Giải ra A nó sẽ bằng 3 chứ không phải ra cái A là 2,54. Ra 400 con. Ủa, 700 chứ cô. À quên, cô xin lỗi, cộng lại chứ không phải 700 cô. À đúng rồi, nó ra 700. Tại vì cái này 20 bình phương là 400, 400 chia 2 sẽ còn lại 200, 2 nhân với 3 là 6, 6 cộng 1 là 7. Cô xin lỗi, 700. Nếu cô làm gộp đầy thì cái bước 1 ở cái bài trình bày của cái bài câu A nó ngắn gọn hơn. À, còn nếu không thì con phải lập hai phương trình rồi lập hai phương trình rồi sau đó mới dùng đến cái phương trình này nữa thì nó lâu quá. Đặc nào tại vì mình cũng không có tính ra được. Còn nếu nào mà không làm được gộp lại thì các con cứ viết từng cái ha. Chỗ này không bắt buộc phải viết gộp. Nhưng cái quan trọng các con hiểu cho cô là khi đi trong dây thi mấy thì nó các con phải xác định nó nằm ở trong khoảng thời điểm nào đến thời điểm nào. Và các con lấy thời điểm lớn trừ thời điểm nhỏ thì sẽ ra. Quên mất bữa nay cô lại tách hai tiết ra. Thôi được rồi, mấy đứa sửa xong cái bài này, các con đứa nào xong rồi thì thoát ra qua bên vào tiết 2 cho cô đi. Rồi cô sẽ đưa lên trình chiếu tiếp cái bài thứ 2 rồi sau đó chúng ta mới vào bài tập.